giống như đùi vậy đó, chụm thành cái đùi trong của cho bà. Anh đi thấy cái đùi nó chặt chặt như vậy, đúng không? Lên 45 đi. Nói chung bà này có hai cách cầm, nhìn cái mũi dài đây nè, một là cầm đây, đúng không? Hai là cầm trong này, cầm trong này mặt lại, ok. Hai cái khác nhau sai. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, trực tuyến, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn, tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Ví dụ như em vẽ đường chuột đi, không gân đây nè, đó, tập mà cầm ở ngoài vô mặt trong này nè, từ không gân vô trong đây nhiều hơn, còn cầm ở trong vô không gân từ đây nhiều hơn. Giống như đùi vậy đó, chụm anh cái đùi trong đùi cho bà. Anh đi hai cái đùi nó chặt chặt như vậy, đúng không? Đó là cái gọi dạng như là cứ thiệt vậy thôi. Mỗi thằng nó kiểu vậy, nó khác nhau. Rồi Vân, cầm ở ngoài tập nặng hơn, cầm ở trong ngực nó yếu, tập nhẹ hơn. Lên tra đâu. Rồi uống phục hồi đi anh. Má không dễ mà. Bụng dạ rồi bà. Thôi nè. Phục hồi lát chơi tiếp. Yeah.
trăm gym hoành tráng triệu đô, máy tập Mỹ 150 triệu, máy leverage đa dạng chất lượng cao, tạ PU cao cấp 100.000 trên ký, máy tập Selectorize 80 triệu, rực sáng một phương trời về đêm, trang phục tập luyện cao cấp, Zumba, Yoga, Belly Dance, nội thất vệ sinh xịn sò, thiết bị cardio siêu hiện đại, phi thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng, giá chỉ từ 400.000 một tháng. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.